là về trái cây, còn năm nay thì lại có dịch vụ cho thuê dê. Dịch vụ này mới chỉ xuất hiện trong dịp Tết Ất Mùi này. Đối tượng thuê là những khu vui chơi và cả các gia đình cũng không ngại khi thuê dê về nhà của mình với mong muốn là gặp nhiều may mắn trong năm mới. 28 con dê đã có người đặt thuê Tết năm nay. Trang trại của anh Tốt có 180 con dê để cho thuê. Anh rất vui vì chưa đến 5 con dê mà gia đình đã kiếm được một khoản tiền từ dịch vụ cho thuê dê này. Rất vui mừng năm nay có nhu cầu của người dân là muốn dê để gọi như là có cái nuột lộc đầu xuân. Mỗi con dê được thuê với giá 300.000 đồng một ngày. Đây đều là những con có mạ đẹp, được chăm chút rất kỹ về hình thức, được tiêm phòng cẩn thận. Giá thuê thì không phụ thuộc theo con dê lớn hay nhỏ, mà con dê giá thuê thì phụ thuộc kiểu là người ta sẽ muốn theo con, lớn nhỏ thì như nhau hết. Để đảm bảo không bị rủi ro từ việc cho thuê, người thuê vẫn phải đặt cọc số tiền khoảng 6 triệu đồng cho mỗi con. Anh sẽ lo toàn bộ việc bảo vệ và chăm sóc dê trong suốt thời gian thuê. Dê được thuê chủ yếu để làm mẫu, trưng bày tại các khu vui chơi, lấy mai cho năm Ất Mùi.